áo cardigan hách tuổi như gái 18. Để có thể trông như gái 18 ngây thơ, trong sáng thì chúng ta cần có sự kết hợp với một chiếc váy xếp ly dáng ngắn có độ xòe phồng tự nhiên. Trông vẫn ngây thơ mà vòng nào lại ra vòng đấy. Và những item màu trắng sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho outfit ngày hôm nay. Thực ra là mình cũng chưa già lắm đâu, nhưng mà mình cứ cảm thấy đây không phải là một cái outfit thường xuyên của mình. Thế nên là khi mặc cái em áo này vào thì mình có cái cảm giác như là mình vẫn có thể làm công chúa của một anh nào đấy. Chất len của em này thì siêu đỉnh luôn. Nó rất là mềm, khi mà mình thờ vào thì có cái cảm giác rất dễ chịu, kể cả mình có mặc một lớp không có mặc áo ở trong. Sợi len thì được dệt rất là chắc chắn. Cái len này kể cả mình có kéo ra thì cũng không có cái cảm giác là len nó bị bông ra. Tay áo thì hơi bồng nhẹ, giúp cho chiếc áo nhìn có vẻ trẻ trung hơn. Đây, nhìn cận chất các thứ này, trông cũng ra gì phết đấy nhở. Áo thì có 4 màu, màu nào cũng xinh. Màu hồng, màu xanh, màu đen và có cả màu vàng nữa nha. Các bạn muốn mặc kiểu trưởng thành thì cũng được. Đây, các bạn có thể kết hợp với lại một chiếc váy dài body. Thời tiết đầu thu chỉ lạnh lạnh như thế này thì mặc một em váy ngắn này vẫn là hợp lý. Thế nên là các bạn đừng bỏ qua chiếc áo chỉ bằng 3 cốc trà sữa này nha.